Em tính chị thấy Đâu nè, mà đó 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 nó đâu quen này nè mấy. Đó em dám hứa với em luôn 100% luôn sẽ dính đó. Rồi nó qua lụp trống luôn em ơi. Đó cái này mới ở đỉnh nha nè, ba lụp trống luôn nha nó giống chim già đấy mày, chim già mà nó dạng nó đột biến cho nên có mái già chấm bên cái mí mắt này, cái lông này là lông này lông chim chim mùa này chứ không phải là chim tơ em ha, lông ngực cũng có màu nâu em thấy không, ở giữa thì có cam em ha, ở giữa chỗ cam này mí mắt nó có chấm vàng em thấy không, hốc mắt nó đen em ha, con này em nghĩ là con khá dữ nè, con này một con khá là sền sò nó nít dữ nè, con chim cổ này em nghĩ là con nào hay hay không em. Đây anh em ha, đây con đỏ sáng nay nè ha, thì theo lời khuyên của một số anh em á, em có đi bẫy chim gì nè, em bẫy mồi trại nè, thì anh em có bình luận gì nè, anh em nói con mồi trại quánh chim thì nói chung là nó không được đẹp mắt lắm anh em, nhưng mà anh em quánh con bọ nó về anh em nuôi rất là nhanh lên anh em ha, tại vì nó bọn chắc bọn chắc nó đi nó dí ngoài mà nó chà dí ngoài mình đá anh em, nên anh em về đánh rất mau lên, còn con em quánh con mồi mà cứng mồi lạ nè thì nó sẽ cắn bọ anh em ha, cắn bỏ mà khi mà đồng nghĩa với chim mà nó dính vô lụp rồi nè, không mò mình nó cắn nè thì chim bị bể nè, nó bị quản nè mẹ, nên là nó rất là lâu lên nè mẹ, còn mình quấn nhan nghệ thì anh em quấn màu chạy cũng được nè, không quan trọng gì nè mẹ, miễn sao mình bắt con bỏ nó về mình nuôi nè, đó mình thấy con bỏ ngoài nó kêu nó đấu hay là nó cắn tốt nè thì để anh em nuôi thôi, chứ còn anh em quấn con mồi cứng thì rất là đẹp nè mẹ, quay nó về nó cắn bỏ các kiểu nè mẹ, rồi nhưng mà đồng nghĩa việc là sẽ con bỏ sẽ quản nuôi một dựng thời gian rất là lâu nè. Ok nè mẹ, quả đầu tiên thì cái này nè mẹ. Rồi, em chào buổi chiều tất cả anh em nha. Thì chiều nay em xin phép anh em cho em cập nhật tình hình mấy chim xíu anh em ha. Thì mấy bữa nay anh em vừa vô cái nhà mới nè ha. Thì trong đây là cái nhà lá nè em. Đó, nên nó hơi lạnh anh em ha, lạnh nên chim cũng không được căng mấy nè em ha. Thật sự ra thì chắc sắp có thể sắp tới mình sẽ làm những cái bóng đèn đèn máy lồng quách nè em. Cho nó sưởi nè em ha. Tại vì trong đây là em thấy hình như là nó kiểu là nó không được căng mấy anh em ơi. Chim không đài là nó không có được như lúc trước này, tại vì lý do là trong này nó mát quá nè, khí hậu nó mát quá, tại mình buổi sáng mình phơi nắng ít mà gặp nó không có được nóng nữa nên chim không có căng lửa này ha. Rồi mình xin cập nhật với anh em xíu vậy em ha. Đó thì mình xin cập nhật với anh em tiếp theo là mấy cái bài chào bảy màu của em nè, bảy màu thì hôm nay nó có một số con đã ăn rồi em ha, ăn cứng rồi, em đã chọn tuyển được một số ra em lên lòng rồi nha, còn một số này thì đang cắm sạch em ha, có một số thì nó múa ghê lắm anh em, mới vậy nè chim mới này mà múa ghê nè, nó mới này tắm sạch sẽ lắm mà, đây đây là những con bảy màu thuần anh em nha, bảy màu thuần nè anh em nha, đó màu này là em nuôi được 4 tháng hơn anh em nha, nha tụi nó cắn nhau nó tụi nó kè vô tụi nó đấu thôi, nó múa tùm lum nè, nó tùm lum rồi. Đó, là những con này thì em chia sẻ cho anh em tầm 4 xị nè mẹ, 4 xị luôn lòng nè mẹ, có lòng này thì hơi ra mắt nè em, lòng này mắc hơn chim vẫn vậy thôi, nhưng mà cái lòng này hơi mắc, cái lòng này cái lòng không là hình như hết 400.000 nè, lòng tre nè mẹ nè, một cô mai cái kiểu này cái mai mà bộ này mắc, mấy bộ này thì cứ 4 xị bộ mẹ, một lòng nó mì nè đó. Đó, em thấy cập nhật tình hình mấy chim trong nhà nè mẹ, hiện tại giờ chim nó chưa căng lửa lắm nè mẹ, nên em cũng chưa quay được nhiều, em đang giờ vô đó, làm thêm bóng đèn này, ráp thêm lồng em ha, lúc này thì chim nó không được căng lửa đâu, anh em mới làm tấm phông này thấy không, phông để em cho nó rõ sáng, mà tại đang nhặt cái nhà lá này nè, nó không có được sáng em ha, đó, cập nhật tình hình cho anh em xíu nữa ha, thì hiện tại giờ thì hồi sáng nay em đi bẫy được 2 con em ha, em bẫy được con đầu đỏ với một con màu nha, chim khá hay em ha, cứ quay video để xíu nữa em sẽ đăng lên cho anh em xem ha. Còn bây giờ thì em cập nhật về cái giá cả giá chua chim của tụi em nè, hiện tại giờ chim nó đang chưa có lửa nè, em chia sẻ để rẻ cho anh em vậy, anh em chơi anh em ha, chim nó không có được căng máy thì em cứ chim nào thì em mất tiền đó em ha, chim không có thay độ nhiều thì em mới rẻ xíu 300 400 gì nè, 500.000 em ha, anh em có nhu cầu tuyển thì để anh em liên hệ với em để em chuyển lên giúp anh em ha, tại chim em lúc này nó đang bị tụt lửa nè, nên nó không có gì, không có được nhiều con chim hay hay để quay cho anh em xem ha, anh em thông cảm nha. Đó.
cập nhật cho anh em xem thôi. Còn hẹn anh em như một ngày nữa em ha. Có con nào mà nó có thái độ nhiều nhiều á, nó chụp chà này, cắt cắn này nọ thì mình sẽ quay video cho xíu tiếp nha em ha. Bữa nay thì nó không có được căng lắm đâu anh em ơi. Một số con nó có thái độ đó, nhưng mà mình nó không có được bung hết chim nè, mình cũng không có đã nữa ha. Quay anh em xem anh em tham khảo nha em ha. Thì chim bên em hiện tại giờ tầm 300 ngàn có một bộ em ha. Chim lồng anh em ha. 300 ngàn, 400 ngàn, 500 ngàn gì đó thôi, chứ không có loanh quanh đó thôi, chứ không có nhiều anh em ha. Còn những con nào mà nó có giá trị cao thì em sẽ quay một video khác anh em ha. À, thì em chia sẻ với anh em những con chim rẻ thôi để này cho anh em trải nghiệm anh em ha. Chim thì em gửi toàn quốc anh em ha. Thành từ Hà Nội cho vô là em gửi tỉnh nào cũng được hết anh em ha. Nên khỏi lo nha. Số con có thái độ nè, nhưng mà em chưa được mạnh lắm nha, em mới quay được không được thoải mái nè em ha. À, cũng có thái độ nó cự tùm lum nè. Sắp tới đây chắc em sẽ làm những cái bóng đèn để nó được sưởi ấm nè, nó căng chim nữa ha. Chim hiện tại giờ nó chưa được căng máy đó nè. Chỗ em hiện tại giờ là lúc nữa mưa đấy nè, nên chim không được sung nè em ha. Mình tạm thời anh em mình chỉ xem video này giải trí thôi nha. Rồi anh em nào thấy con nào vừa mắt thì để anh em alo cho em ha. Chứ chim lúc này cũng không được căng máy đâu. Để mất công là quay video mà không có được xung chim không có hay gì mà quay cho anh em xem anh em lại cách mà trách em nữa. Ok anh em ha. Anh em mình hoan hỷ anh em ha. Trời ơi nó mưa bão mà. Có nhà, có sao mình dùng vậy nữa ha. Đó, anh em thấy con vừa mắt con nào thì anh em alo cho em. Rồi thì em xin phép cập nhật là giá cả của chim em hiện tại vậy em ha. Đó, chim thì em đã bao gồm giá nó bao gồm lồng em ha, lồng áo lồng các kiểu đầy đủ em ha. Đó em gửi em bán chim giá tại chỗ em ha. Còn cái chi phí vận chuyển này anh em lo ha. Anh em nào mua số lượng từ 2 con trở lên thì em sẽ em phụ giúp anh em nha anh em ha. Để anh em mình tương tác anh em là tạo điều kiện cho anh em có chim chơi nha. Chứ mình không có phải tính toán nhiều em ha, tại vì em cũng là cái người đi bẫy chim vậy, cũng không có tốn kém nhiều nên anh em mất thời gian của mình là chính thôi nè. Ăn uống thì là không có nhiều đâu, thì anh em chia sẻ nha ha, để anh em mình trải nghiệm chi để nhau được trải nghiệm. Đó, ok tất cả anh em nha, vì hôm nay thì em có được gì đó chim thôi, quay sơ sơ lên xem thôi. Anh em nào có nhu cầu mà chuyển chim thì anh em alo cho em ha, số Zalo em ghim đây anh em ha. À, cảm ơn tất cả anh em nha. Đây mời anh em xem cái hai con bộ sáng nay em đi bẫy được anh em ha. Cảm ơn anh em nha. Kéo về như một bài giặt luôn em ơi. Thì hiếm hoi lắm có được chỗ như vậy nhìn em ha. Hiếm hoi lắm có chỗ mà mình má lập lên chim về bài nè. Cái chỗ này nếu mà anh em nào mà có theo dõi anh em sẽ biết liền. Cái bầy hôm bữa mà một con trống nó về nó đá ba cái lập anh em. Làm treo nha, cái chỗ này luôn anh em ha. Một con trống mình nó hay giữ vậy nó đá ba cái lập ba kia đá liên tục anh em. Đó thì hôm nay em tiếp tục lại chinh phục cái bầy này nữa anh em ha. Cái giọng của em thì nó khá là ồ anh em. Gặp mấy lớp mình ngồi đi đánh chim anh em. Mình không có được nói lớn tiếng này em ha, nên hơi khó nghe, em thông cảm với em ha. Đây nè, bỏ về tới lập này em ha. Rồi đó lập mình lên đây em ha. Đá này nó sẹt này xong rồi sẹt luôn em ơi. Giờ mình nữa bể không được. Trời ơi, mỗi hay này mọi người. Đó nè, bỏ em. Ôi mỗi này y chang con đầu đàn của hổng luôn em. Cái chỗ này có một đầu đàn mà hổng mất rồi em. Bữa nay nó dân con khác em ha. Ồ nó về nó cũng kém cánh đùng đùng nó bay đá nó lụp em ơi. Quá đã em ơi. Nhìn em đang những người lụp này em ha. Ủa mới buông hổng đá nữa nè. Buông hổng y chang như con kỳ trước luôn nè. Con cái đầu đàn của hổng cũng giữ y chang em. Qua lấy nữa em ơi. Chim bây giờ mà nó về đá lụp mái là mừng lắm anh em. Chứ không phải như lúc trước nè ha. Lúc trước là có ồn mái cá luôn. Ồn cái lụp mình nó bị cánh bị dính, bị xúc ra cái gì trời. Rồi em ơi cánh lụp mình nó bị hư rồi em ơi.
Mình quên gà lên sao anh em ơi. Đứng cho tự cán lộng như máy luôn kìa. Trời ơi, cánh lụp, cái cánh lụp nó làm như nó cầu tử mình không có gà lên nè. Trời ơi. Ôi, con đỏ dính này kìa anh em. Đỏ dính này kìa anh em ha. Dạ, cho anh em, cho hỏi cho anh em xem. Tại mình đang bắt con năm màu ha. Đồ đỏ có con dính này kìa nè. Mình bẫy nào đỏ dính nó dính rồi. À vậy là có bữa nay có hàng về nè. Một đồ đỏ mình thấy ăn điếm lập này kìa nè. Cái mùa này làm như là anh em quánh thứ nhất là mồi yếu nè. Mồi mới nè. Thứ hai là mồi mái nè ha. Thì chim mới đá nè em, chứ còn anh em quánh mồi cứng là chim nó không có đá nè. Tại vì em cứ là do lửa hay sao anh em. Chứ nó không đủ lửa hay sao anh em. Mà nó không có đá nè mày. Một là anh em quánh mồi yếu là chim bội cái gì anh đè được mồi nè. Nó đá nè ha. Không nữa là em muốn mồi mái thôi. Chứ còn mồi cứng là em nghĩ là không ăn rồi nó nè mày. Nó kiểu không có lửa nè, không có căng nè. Nên nó không có đá. Còn là dí nha không à. Ở đâu cũng vậy anh em ha, chứ không phải riêng chỗ em ha. Em thấy anh nhiều anh em cũng phàn nàn mùa này quánh chim khó lắm anh em. Nó vậy đó thử anh em ha. Để anh em biết anh quánh chim bầy anh em. Quánh chim bầy mà anh em quánh được con đầu đàn là rất là hay anh em ha. Vì anh em nuôi mình là rất là ổn anh em. Tại vì nguyên bầy mà mỗi 20 con, có người mình nó là đầu đàn anh em. Rồi nó đã bu máy đá. Máy cá. Em đã dư lập máy lại anh em ha. Con nó sung lắm anh em. Em lại đứng dưới đít lập luôn mà nó không sợ nè. Nó cũng đứng đứng ru nữa. Em đưa xào lên nó mới nhảy nè. Đây nè ha. Thì con đầu đỏ để đây nè. Thì miếng được một con nha nè. Con đầu đỏ nè. Chim mùa này thấy lông không nè. Con nào nó đuôi nó 2-3 tầng không mà. Rồi để mình gỡ đầu đỏ trước nè ha. Đây nè em ha. Đây con đầu đỏ sáng nay nè ha. Thì theo lời khuyên của một số anh em á. Em có đi bẫy chim gì nè, em bẫy mồi chạy nè. Thì anh em có bình luận gì nè, anh em nói con mồi chạy đi quánh chim thì nói chung là nó không được đẹp mắt lắm anh em. Nhưng mà anh em quánh con bỏ nó về anh em nuôi rất là nhanh lên anh em ha. Tại vì nó, mọi cái bản chất nó đi, nó dí mồi mà nó chạy, dí mồi mà nó đá nè. Nên anh em về đánh rất mau luôn. Còn con anh em quánh con mồi mà cứng mồi lạo nè, thì nó sẽ cắn bỏ nè. Cắn bỏ mà khi mà đồng nghĩa với chim mà nó dính vô lập rồi nè, mồi mình nó cắn nè, thì chim bị bể nè. Nó bị quản này em, nên là nó rất là lâu lên em ha. Còn mình quánh nhà nghệ thì anh em quánh mồi chạy cũng được em, không quan trọng gì em ha. Miễn sao mình bắt con bọ nó về mình nuôi nè. Đó, mình thấy con bọ ở ngoài nó kêu nó đấu hay là nó cắn tốt nè, thì để anh em nuôi thôi. Chứ còn anh em quánh con mồi cứng thì rất là đẹp em ha. Quay nó về nó cắn bọ các kiểu em ha. Rồi nhưng mà đồng nghĩa việc là sẽ con bọ sẽ quản nuôi một dựng thời gian rất là lâu nè. Ok em ha. Con bọ đầu tiên thì cái này em ha. Chim mái về cho mà con trống chém quá chém à. Những chim mái về nè em ơi. Còn trống chỉ đứng trên cây nè. Em đi tự hỏi em dương lập mái giờ không xuống nè. Nhìn như chim mái vậy. Cái gì mò nó căng nó mà nó luôn. Nó chém đùng đùng luôn em. Rồi bò chém nó mò chém sùm luôn. Quá trời đất nè mày, trưa luôn nè mày. Nó coi như nó không lợi cho mình, không thích mình bỏ em đi nè. Còn này cứ về nó làm thấy nó không lạnh luôn, cứ bỏ đi. Về làm nó lạnh bỏ đi nè. Nói chung là tại vì chỗ mình nó lại bỏ cũng hạn hẹp lắm nè. Nên thấy mấy cái này nó sung sung gì cũng ráng ngồi gồng em ơi. Chứ anh mấy này cũng chán lắm nè. Nó kiểu không có căng lửa hay sao mình không biết, mình về cái chém cánh nó đùng sao mà không lợi nữa. Nghe cái mùi chắc mùi sinh sản nó không đá thiệt rồi nè. Sắm ơi làm một tô tiếu với liều phê mà giờ ngồi chờ nó giờ mất tiêu luôn tô tiếu liều phê nè mày, mà nó vẫn chưa đá nha nè. Chua nè mày, là chim nó có bẫy quá nè mày. Bởi vậy thấy được một con bỏi nè mày, rồi về vô cám. Vô cám là chọn lựa những con tốt nhất nha. Rồi có thái độ này nọ chia sẻ anh em có vài trăm ngàn thôi mà lúc đó mình phải đi bẫy như này nè, xong rồi về vô cám nuôi mấy tháng trời nữa mà có mấy trăm ngàn anh em, mà nó mắc nó rẻ thì mình cũng chịu anh em, bỏ tay cực lắm anh em. Tại vì anh em biết chim mà chim nó gọi là tào lao anh em, bên thiên. Còn những con mà nó chắc ít lắm anh em,
khi nói chim mà anh em thấy được một con chim mà nó có thái độ nó đấu cắn rồi hay thì đó là một cả một quá trình anh em ha. Chua sáng nay không khéo lại bị mớm anh em, được mới có một con đỏ đỏ thôi anh em ơi. Con năm mà không biết là con quỷ hay gì luôn á, về chém cánh đùng 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 đùng, nhưng mà chắc có lẽ là anh em mình phải về anh em ơi, khá trưa rồi ha. Chứ con này thì mình nghĩ là khả năng bẫy nó ít lắm nè, nó về nó quần 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 thấy không, mà không đá nãy đúng là số nó số mình nhỏ số nó mai nè, những về nó đá lập đó mà lập đó cái kèo nó bị rớt xuống mình không có để ý anh em, nên nó không biết anh em ha. Thứ hai là có chừng người thất thu anh em ơi, đây đây nè con đỏ đỏ thì mới có con rõ thôi anh em ơi, giữ khiếp luôn. Rồi em xin phép anh em nha, em là 5 phút nữa anh em ha, không có là em sẽ chia tay luôn. Đấy, em biết sao con mỗi này thì nó không có giá trị gì nữa, nhưng mà nó giá trị tinh thần là nhiều em ha. Bảy đường chim này cả vấn đề. Anh em ơi, cái con nãy anh em ơi, con tống nãy anh em ơi, nó về tới em ơi, em tính chi tại anh em ở đó 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 đó, nó quen này em ha, đó em dám hứa với em luôn 100% luôn là sẽ dính đó. Rồi nó qua lụp trống luôn em ơi, đó cái này mới là đỉnh nha anh em, đã lụp trống luôn nha, cái này mới là đỉnh này nè, không còn cái nào hơn nữa nha. Còn nãy mày xui mày đá lụp máy thì là cũng vứt, cái này chính xác là đã lụp trống nha nè, quá đỉnh quá ăn cắp anh em ơi. Rồi để đầu đỏ đi đi, cho mình gỡ màu đấy. Rồi coi như buổi sáng của mình là thập to thập mấy nè mày, quá xin sò em ơi, nó không có còn gì phải bàn cãi nè, quá đã nè mày, đi về chim chỉ được chỉ chờ cái gì đó anh em. À, mấy con chim còn không, mấy con bỏ ngoài cũng tùm lum nè, quá đã nè mày. Em tính dự định là chia tay đi về luôn nè, nhưng mà không ngờ anh em mình được đền đáp chiến đá nè ha. Lập này thì chắc không xảy nữa, lập mình lập chợ em ha, lập này em đang cho nó test lập để em chim á, test chim nè, để em chia sẻ cho con chú ở dưới Sài Gòn anh em nè. Con bữa này nè quá xứng đáng nè, còn con như nè, còn con thân kia nè. Đây nè mày, tấm này nè, tấm này em nghĩ chuyện mới lớn nè, những miếng mắt nó còn hơi chấm vàng nè, cái mắt nó còn hơi chấm vàng nè mày, mày quá dữ, cái cội này phải nói chim bỏ quá dữ này mà còn không vậy nữa. Sao em thấy nó giống chim già nè mày, chim già mà nó dạng nó đột biến rồi nè, có mấy già chấm mình cái miếng mắt này, cái lông này là lông này là lông chim chim mùa này em, chứ không phải là chim tơi em ha, lông ngực cũng có màu nâu nè, theo ở giữa thì có cam nè mày, ở giữa chỗ cam nè, mí mắt nó có chấm vàng em thấy không, hốc mắt nó đen em ha, con này em nghĩ là con khá dữ nè, con này con cũng khá là sền sò nhưng mà nó dữ nè, con chim cậu này em nghĩ là con nào hay hơn em ơi, chim vàng em thấy không, cái ngực nó có màu nâu nữa ha, cái hốc mắt nó đen em ha, em nghĩ mấy con này là con rất dữ nè, mí mắt nó có chấm vàng em thấy không, dữ chim không? Quá đẹp lắm nha, ừ, dữ đua xe nè, đua xe nè, xe hết bản luôn, quá đẹp lắm nha. Ok gì đó thôi, bao nhiêu sự mong chờ cuối cùng đã thành quả quả nè, quá dữ rồi. Rồi thì anh em ơi, sáng nay anh em mình được hai bé nè,
bé đầu đỏ, bé năm màu nữa đó, rất là ok nè mấy, thấy xứng đáng luôn nè đó. Thì cũng chưa rồi, mình xin phép kết thúc clip này mấy em, cảm ơn em đã theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại em những video tiếp theo nè mấy, bye bye.